bạn trở lại với channel của mình. Bên cạnh đây là do Eco Sport của Trần Phùng và Eco Boost Nhật Bản ra mắt từ tháng 3 năm 2018 năm ngoái. Hiện tại thì cái bản này khá là được biết đến, thì thông thường thì mọi người đã quen thuộc với phiên bản chống nắng Dragon. Xưa thì cái cơ bản là cái logo Ford ở trên Cô Búc rất là ngang thế này. Từ 2018 rồi đi thì thay đổi thiết kế khá là nhiều. Ngoài logo, màn hình hay là ra cái mắt phiên bản mới, thì phiên bản mới có gì đặc biệt hay là tính năng đã khác như thế này? Ok, phá cái không. Hiện tại thì cái mức giá niêm yết của phiên bản 1.0 là 689 triệu. Tất nhiên là xe Ford mà lúc nào sẽ được khuyến mãi. Giá bán hiện tại thời điểm ghi hình hôm nay là tháng 7 và 19, giá bán sẽ xuất xỉ khoảng 650 triệu đồng vừa thực hiện. Ok, bàn qua giá bán xong. Về chiếc xe này thì về phần thiết kế trước thì vẫn như các phiên bản trước, đây là mạ chrome thanh chắn ngang to bản. Chiếc CUV hay là crossover cỡ nhỏ 5 chỗ gầm cao, rất là gầm cao. Một điểm lưu ý nhỏ không phải ai cũng biết, đó là cái hệ thống cái buồng lái ở trong này nó sẽ tự động đóng mở thì để nhanh chóng đạt được cái động cơ nhiệt độ để động cơ vào tầm hoạt động, ví dụ như là 85-90 độ C. Bạn hiểu nôm na như là giống như xe mẹ, nhưng mà nó sẽ không đóng mở ở ngoài mà đóng mở ở trong, tự đóng mở ở trong để tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhanh chóng đạt được cái động cơ nhiệt độ cần thiết để động cơ hoạt động ra. Về ngoại thất thì đơn giản thôi, chiếc xe không có quá nhiều thay đổi ngoài cái phần chuyển logo trên này dưới này. Hệ thống đèn trên phiên bản mới này là một điều đáng để nói. Ví dụ các bạn thấy ở đây ngoài đèn led này, đèn halogen pha này, riêng bản 1.0 EcoBoost này sẽ có đèn halogen projector, cấu kính bi xenon ở đây là cao cấp hơn, tắt tiền hơn và đáng tiền hơn để các bạn trang bị. Đèn sương mù hiện tại ở đây đặt vị trí khá cao, chứ đây đều là tản tấm nhựa chứ không đặt đèn sương mù, chỉ đặt đèn sương mù khá cao cứu hộ. Đèn là một điểm lưu ý để các bạn lựa chọn khi mua xe giữa phiên bản 1.5 titanium và phiên bản 1.0 titanium, một điểm khá là đáng lưu ý. Về phần lốp, ok, lốp của EcoSport thì vẫn là dùng lốp Michelin, lốp rất là đẹp và đẳng cấp, chống ồn, đi chống ồn cực kỳ tốt. Là răng trên phiên bản Titanium sẽ là răng đa chấu 67 inch, nên là bắt cực kỳ chắc chắn, form mà. Về phần thân xe thì không có quá nhiều khác biệt ở đây thì sẽ là thống quá cảm biến qua đây nó chắc cực kỳ. Tất nhiên là chưa có bậc lên xuống thì trẻ em đi thì xe đô thị mà xe khách hàng cũng là khách hàng gia đình thì cũng lên xuống cũng khá khó trẻ em. Đuôi xe thì như vậy ở đây vẫn là cái mai rùa đặc trưng của EcoSport. Thường khi mở sẽ là ở dưới này có thêm một cái trang bị, thêm một cái khóa nhỏ ở dưới này. Camera lùi đặt khá thấp. Cảm biến phía sau các bạn đây, cảm biến đây ở bên này, hỗ trợ lùi đỗ xe rất là tốt. Về phần cốp EcoSport thì vẫn sẽ được bỏ ngang. Hy vọng là thiết kế phiên bản mới được click ở phần nước ngoài thì sẽ bỏ những cái này rồi. Sau về phần cốp sau của Ford EcoSport thì khác với phiên bản trước là các bạn sẽ cố định ở cái
gọi là cái thanh chiên như này. Thì bảng 2019 hiện nay thì bạn có thể bỏ ra và để được cái vali nó rộng hơn. Tại vì là xe trưng bày nên mình sẽ không trực tiếp bỏ ra như này. Đây là tấm thảm để chân không xe. Bộ kích hay là đồ dự phòng đều ở dưới đây, rất là đơn giản thôi, thông thẳng trực tiếp với thằng ghế thứ hai. Nó là đặc điểm của cái dòng xe Ford trước này. Về hàng ghế thứ hai thì có thể nói với một người cao 1m8 như mình, qua lúc đầu thật chật, mà tuy nhiên thì thực tế ngồi lên thì bạn lại gần đấy, nó không như bạn nghĩ nhiều lắm. Vẫn có khóa cửa sau, mặc dù không có cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Bạn chủ động khóa cửa trước sau. Phần đầu gối này mình ngồi cũng khá là rộng. Ở phía trên này 1m8 tựa bề ghế, có cả khay để cốc ở đây nhá. Nhưng mà nó đang bọc ni lông này, xe mới nên mình xin phép là không mở ra. Kia. Cửa sổ trời panorama. À xin lỗi, cửa sổ trời thôi, không có toàn cảnh panorama. Xe Ford thì trước đến giờ vẫn có hệ thống khóa an toàn cơ. Nó trẻ em hoàn toàn là khóa mở từ phía trong, chỉ mở từ phía ngoài vào. Ok, thì cùng xem nội thất của chiếc xe. Điểm hơi tiếc mà có lẽ khách hàng nào cũng nói về một chiếc xe trị giá gần 700 triệu. Đó là em ơi không có gương này, nó không cặp điện được cả. Ok, đó là một điểm khá là buồn của Ford. Còn Ford thì gương là cặp tay. Về phần thiết kế mới thì có thể kể đến như là cái màn hình ở đây. Các bạn thấy khá đơn giản. Đặt mưa tự động. Mình xin lưu ý một chút về phần nội thất trong xe. Xi nhan hay là pha cốt các bạn đều được tuyển ở đây. Một vài tính năng thông minh của Ford Sport như là tính năng Follow Me Home, các bạn gạt cần về khoảng 30 giây sẽ có đèn phía trước một phút hay một phút, thì cái này có thể điều chỉnh được. Khi các bạn khóa máy và tắt động cơ rồi thì đèn vẫn sáng để các bạn về nhà hoặc ngõ ngách tối thôi. Hệ thống điều chỉnh đèn ở trên Ford EcoSport thì cũng khá là đơn giản, cũng giống như mọi xe Ford khác. Đèn sương mù, đây là hệ thống điều chỉnh đèn, các bạn có thể để đèn auto. Cái thứ hai là đây là tăng giảm độ sáng ở trên màn hình hiển thị này. Có một vài người không biết nên hỏi mình là anh ấy cái nút này ấn ra nhổ ra là như nào. Thật ra đây là điều chỉnh góc chiếu sáng của đèn pha cốt. Đấy, các bạn điều chỉnh cơ một chút. Mặc dù đây cũng có auto rồi. Đơn giản vậy thôi, cửa gió điều hòa. Ok, về mặt hiển thị đồng hồ hay là trên vô lăng của Ford thì EcoSport thì nó như nào? Tất nhiên rồi, vẫn là chia đơn giản thôi, mỗi bên nào điều khiển từ đấy. Bên này điều khiển khoảng tour km xe mới 6 km. Hệ thống đặt thoại rửa tay sinh từ ở đây là màn hình hay là điều hòa tự động hết rồi. Một số cũng đơn giản thôi, hai cổng kết nối USB dành tay, có bậc tí tay rất là sâu, cốp bên không quá rộng nhưng đủ thì các bạn chứa đồ rất là thoải mái. Một chiếc xe đầy đủ công nghệ, đầy đủ tính năng an toàn, rất là hợp trên thị trường. Có cửa sổ trời ở đây các bạn nhé, vì vẫn còn miếng dán ở trên phía trên xe nên mình xin phép không test cửa sổ trời. 670 triệu, 689 triệu giá niêm yết. Vâng, giá bán thì tại thời điểm ghi hình chỉ loanh quanh khoảng 650 triệu. Các bạn nhận lại một chiếc xe nhỏ gọn, gầm cao. Như các bạn có thể thấy, phần quan sát rất là rộng.
tính năng an toàn cơ bản ABS, LBD khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên với phiên bản cao cấp nhất này, các bạn có thêm tính năng iStop, tự dừng ga trong phố, hiểu nôm na như một chiếc tay ga của các bạn. Khi dừng đèn đỏ, tự động tắt máy, giúp các bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thứ hai là hệ thống kiểm soát chống lật. Không phải chiếc xe nào trong cái tầm giá này cũng có cái tính năng an toàn mà như này, mà đặc điểm của xe Ford tất nhiên rồi, hệ thống khung gầm chắc chắn, động cơ thì khỏe, tiết kiệm, thân xác nặng. Nhiều người hay nói thân xác nặng thì ăn xăng nhiều hơn, thì là thích vui thôi. Một anh chàng cao to vác một bạn gái, một anh chàng gầy gò vác một bạn gái thì ai ăn nhiều hơn, là đơn giản. Về phần động cơ thì mình giới thiệu một chút EcoSport 1.0 EcoBoost phiên bản mới ra mắt từ 2018. Đây là chiếc xe sản xuất 2019. Động cơ EcoBoost 1.0 tăng áp hiện tại thì đang có mã lực là 125 mã so với phiên bản 1.5 bình thường. Các bạn có thể sấy về một chiếc không so sánh với xe hạng A, một cái mẫu crossover gầm cao như này thì với cái mức giá tiền khá là hợp lý, và cái động cơ EcoBoost là động cơ thương hiệu của Ford 5 năm liền đạt giải động cơ hàng đầu thế giới. Rất là nhỏ gọn thôi, 1.0, tuy nhiên công suất sản sinh đến 125 mã lực mà chạy cực kỳ tiết kiệm. Hoàn toàn có tem xanh đăng kiểm của Việt Nam. Nên các bạn đi thì trung bình nó chỉ rơi vào khoảng, tất nhiên là trong phố ở đường Hà Nội không thể tránh khỏi là gần chục lít từ 100 km. Rất là tiết kiệm, tem xanh đăng kiểm mà ở đây 6,41 lít trên 100 km, kết hợp cực kỳ tiết kiệm, nhân chân ga chân phanh 1.2 hay là như này nó rơi vào khoảng 7, gần nhiều ID chân to chân khỏe thì 7 lít, cực kỳ tiết kiệm. Quá nhỏ gọn trong số mà đầy đủ tính năng của số trời. Phải nói là đây là trước khi có người đối thủ cạnh tranh như Hyundai Kona, Suzuki Spender, hay là mới đây nhất là Suzuki người ta đọc xe 17 chỗ nhập khẩu. Xe EcoSport thì là xe được lắp ráp tại nhà máy của Hải Dương. Mức giá xe khá là hợp lý, và có hai phiên bản, phiên bản sau 1.5 chiếm khoảng 60-70% thị phần của EcoSport thì sẽ gửi đến khách hàng trong thời gian sớm nhất. Còn hiện tại nếu khách hàng có nhu cầu và tìm hiểu cần tư vấn so sánh với các phiên bản giữa EcoSport và các phiên bản xe khác, dòng xe khác hay là có hỗ trợ cần thắc mắc về giá cả, có thể liên lạc trực tiếp qua hotline để bán hàng. Về giá xe thì cũng phải tính một chút là xe Ford có những cập nhật khá là nhiều, tuy nhiên là để được cái giá tốt nhất khi mà bạn tiến hành mua xe thì hãy liên lạc với mình tiếp qua hotline. Nếu mà cảm thấy thích và kênh phát triển, mình like, subscribe.